sáng tạo, đổi mới sinh hoạt chi bộ. Cuộc họp ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023 của chi bộ 5, Đảng bộ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở. Quá trình sinh hoạt, các đảng viên sôi nổi thảo luận, đề xuất biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình neo đơn chẳng néo nhà cửa khi có bão vào đất liền. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Minh Khiết, bí thư chi bộ 5, cho biết, để nâng cao chất lượng sinh hoạt, bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung cụ thể, thiết thực, thống nhất trong chi ủy nội dung cần trao đổi, thảo luận trước khi vào hội nghị chi bộ. Phần cung cấp thông tin và định hướng, khái quát ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào các vấn đề đảng viên và nhân dân ở khu dân cư, KDC, quan tâm. Trước đây, nhiều chi bộ KDC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ấn định sinh hoạt định kỳ vào một ngày cố định hàng tháng, dẫn đến nhiều đảng viên không thể tham gia sinh hoạt trong giờ hành chính. Hiện nay, đa số chi bộ tổ chức sinh hoạt vào các ngày chủ nhật trong tháng. Đồng chí Nguyễn Công Thủy, bí thư chi bộ 13 An Thượng, Đảng bộ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, lý giải, do đảng viên đa dạng, vì vậy để tạo điều kiện cho đảng viên tham gia sinh hoạt đông đủ, chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ vào tối chủ nhật trung tuần trong tháng. Chi ủy lựa chọn những vấn đề nổi cộm, được nhân dân quan tâm hoặc những khó khăn, vướng mắc để bàn giải pháp lãnh đạo, rồi thông báo trước cho đảng viên biết để chủ động tham gia ý kiến. Theo đồng chí Đặng Văn Kỳ, bí thư Đảng ủy phường Mỹ An, hiện Đảng bộ phường có 50 chi bộ trực thuộc, trong đó có 43 chi bộ KDC. Xác định chi bộ có vai trò rất quan trọng trong triển khai các nhiệm vụ, phong trào ở cơ sở, Đảng ủy phường tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng KDC như sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, tăng cường đối thoại, chất vấn trong sinh hoạt đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Với nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến các quận, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Theo đồng chí Hồ Ngọc Hòa, Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy Hòa Vang, trên cơ sở hướng dẫn số 02SD, BTCTU ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban tổ chức huyện ủy tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy ban hành sổ tay đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tích hợp các mẫu biên bản sinh hoạt, mẫu nghị quyết hàng tháng, nghị quyết chuyên đề và các văn bản của Trung ương, thành phố để các chi bộ dễ nghiên cứu, triển khai thực hiện. Từ năm 2022, Ban tổ chức huyện ủy tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy triển khai thực hiện thí điểm mô hình chi bộ kiểu mẫu. Các tiêu chí của mô hình được tích hợp từ những văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, huyện và bao hàm tất cả nhiệm vụ chủ yếu của hệ thống chính trị ở thôn. Dồn sức chăm lo xây dựng chi bộ đảng. Thực hiện phương châm hướng mạnh về cơ sở, ngày 23 tháng 12 năm 2020, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành quy định số 76 QĐ, tu về trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố dự sinh hoạt với chi bộ KDC thuộc Đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi, dự sinh hoạt với chi bộ KDC nơi cư trú, quy định số 76 QĐ, tu, cùng nhiều văn bản liên quan đến công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Theo đồng chí Lê Thanh Tân, bí thư chi bộ 16, Đảng bộ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, việc ban hành, thực hiện quy định số 76 QĐ, tu cho thấy Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng luôn coi trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp với chủ trương hướng mạnh về cơ sở. Đây là một chủ trương đúng đắn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy, khi tham gia sinh hoạt với chi bộ KDC, các đồng chí cấp ủy viên các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng những khó khăn, bất cập trên địa bàn, qua đó chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc ở cơ sở. Trong những buổi sinh hoạt, các đồng chí cấp ủy viên các cấp tích cực tham gia góp ý, đề xuất giải pháp đúng, trúng, giúp chi bộ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ mới, khó và trước đó chuyển biến chậm. Đề cập về hiệu quả thực hiện quy định số 76 QĐ, tu, đồng chí Phan Công Bằng, bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, cho biết, tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 4 năm 2023 của chi bộ 12, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng,